Những sân vận động mới ở châu Á trong năm 2024. Sân vận động Hiroshima Peace, Nhật Bản. Sân vận động Hiroshima Peace được bắt đầu xây dựng vào ngày 1 tháng 2 năm 2022 tại thành phố Hiroshima. Sân vận động mới có cấu hình dành riêng cho bóng đá, với sức chứa 30.000 khán giả. Các khán đài sẽ bao quanh sân ở tất cả các phía và sẽ được chia thành hai tầng dọc theo sân, với một tầng giữa hẹp bổ sung. Sân vận động này có một mái che parabol tùy chỉnh, tượng trưng cho đôi cánh hy vọng. Kinh phí xây dựng sân vận động Hiroshima Peace là 27,1 tỷ yên, tương đương 244,6 triệu đô la Mỹ. Công việc xây dựng sân vận động đã hoàn thành vào tháng 12 năm 2023. Nó sẽ chính thức được khai trương vào ngày 10 tháng 2 năm 2024 với trận đấu giữa đội chủ nhà Sanfrecce Hiroshima và Gamba Osaka. Sân vận động chính Cai Tắc Sport Park, Hồng Kông, Trung Quốc. Sân vận động chính Cai Tắc Sport Park được khởi công xây dựng vào ngày 23 tháng 4 năm 2019, nằm trong khu liên hợp thể thao rộng 28 ha tại Cửu Long, Hồng Kông. Chi phí xây dựng cho toàn bộ khu liên hợp thể thao dự kiến là 29,9 tỷ đô la Hồng Kông, tương đương 3,8 tỷ đô la Mỹ. Sân vận động được thiết kế từ ý tưởng hòn ngọc phương Đông, có sức chứa 50.000 chỗ ngồi. Sân chơi được bao quanh bởi các khán đài hai tầng, ngoại trừ ở phía nam, nơi sẽ không có tầng thứ hai, và nhờ mặt tiền bằng kính, một số khán giả sẽ có tầm nhìn ra vịnh Victoria gần đó. Sân vận động sẽ ở dạng cấu trúc khép kín, đồng nhất. Sân được trang bị mái che có thể thu vào. Bên cạnh đó là áp dụng hệ thống sân linh hoạt có thể chuyển đổi giữa sân cỏ tự nhiên cho các sự kiện bóng đá hoặc bóng bầu dục, sang bề mặt khác cho các sự kiện thể thao, giải trí cộng đồng. Sân vận động chính Cai Tắc Sport Park dự kiến hoàn thành trong năm 2024 và trở thành sân vận động lớn nhất đặc khu hành chính này. Sân vận động Kanazawa, Nhật Bản. Sân vận động Kanazawa được khởi công xây dựng vào ngày 28 tháng 9 năm 2021 tại khu phức hợp Zohoku Citizen Sport Park, thành phố Kanazawa của tỉnh Ishikawa. Sân vận động mới có bố cục dành riêng cho bóng đá với sức chứa khởi điểm là 10.000 khán giả, bao gồm 8.000 chỗ ngồi và có thể mở rộng lên ít nhất 15.000 khán giả để đáp ứng yêu cầu của J1 League. Sân vận động Kanazawa có 3 khán đài, 2 dọc theo sân và 1 phía sau khung thành phía nam. Tất cả chỗ ngồi của khán giả trong sân vận động sẽ được bao phủ bởi mái che. Phía sau cầu môn phía bắc, một màn hình video lớn được lắp đặt. Trong khi mái che của khán đài phía nam, nhìn từ bên ngoài giống với một cổng truyền thống của Nhật Bản, được gọi là Torii. Kinh phí xây dựng sân vận động dự kiến khoảng 7,98 tỷ yên, tương đương 72 triệu đô la Mỹ. Đến thời điểm hiện tại, công việc xây dựng sân vận động cơ bản đã hoàn thành. Nó sẽ chính thức đưa vào sử dụng từ tháng 2 năm 2024, với vai trò là sân nhà của Daegu Kanazawa FC, đội bóng tại J2 League. Sân vận động Nasiriyah Local Administration, Iraq. Sân vận động Nasiriyah Local Administration được bắt đầu xây dựng vào tháng 4 năm 2022 tại thành phố Nasiriyah. Sân vận động mới với cấu hình dành riêng cho bóng đá có sức chứa 17.000 khán giả. Với mặt tiền sân vận động được thiết kế lấy cảm hứng từ các hoa văn chạm khắc trên đất sét truyền thống của địa phương. Đến thời điểm này, công việc xây dựng sân vận động Nasiriyah Local Administration đã đạt khoảng 72%. Nó dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 4 năm 2024 và trở thành sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Al Nasiriyah SC. Peace Stadium Connected by SoftBank, Nhật Bản. Dự án sân vận động Peace Stadium Connected by SoftBank với tên gọi ban đầu là Nagasaki Stadium City được bắt đầu xây dựng vào tháng 7 năm 2022 tại Saiwaimachi, Nagasaki. Nó nằm trong tổ hợp các cơ sở thể thao và thương mại rộng 75.000 m², trị giá 90 tỷ yên. Sân vận động sẽ là một cơ sở bóng đá điển hình, với hai tầng khán đài có sức chứa tổng cộng 20.000 khán giả. Các khán đài sẽ được bao phủ gần như hoàn toàn bởi mái che. Toàn bộ sân vận động Peace Stadium Connected by SoftBank sẽ là một phần của cấu trúc lớn hơn, bao gồm một khách sạn cao tầng trên khán đài chính, mang đến trải nghiệm xem bóng đá thú vị cho các vị khách lưu trú tại khách sạn này. Đến thời điểm hiện tại, tiến độ xây dựng sân vận động đã đạt 65,8% và dự kiến mở cửa vào tháng 10 năm 2024 để trở thành sân nhà của câu lạc bộ Veveran Nagasaki, câu lạc bộ bóng đá của J2 League.
Sân vận động Trung tâm Thể thao Thâm Quyến, Trung Quốc. Sân vận động Trung tâm Thể thao Thâm Quyến được tái phát triển từ sân vận động Thâm Quyến cũ. Công việc xây dựng bắt đầu vào tháng 7 năm 2021. Nó nằm trong Trung tâm Thể thao Thâm Quyến rộng 376.300 m², trị giá 1.297 tỷ nhân dân tệ Trung Quốc, tương đương 200 triệu đô la Mỹ. Sân vận động mới sẽ được xây dựng gần như từ đầu, chỉ giữ lại khung bê tông cốt thép bên ngoài của sân vận động cũ, sẽ tạo thành mặt tiền đặc biệt của đấu trường mới. Nó sẽ là một địa điểm bóng đá chuyên dụng để tổ chức các sự kiện thể thao và văn hóa đẳng cấp thế giới. Các khán đài mới sẽ được chia thành hai cấp độ, với các khán đài phía sau các cầu môn cao hơn một chút so với các khán đài dọc theo sân. Sức chứa của sân vận động sẽ là 45.000 khán giả và được bao phủ bởi mái che. Sân Trung tâm Thể thao Thâm Quyến dự kiến hoàn thành trong năm 2024 và trở thành sân nhà của câu lạc bộ Thâm Quyến, đội bóng của China League One. Sân vận động Trung tâm Thể thao Hùng An, Trung Quốc. Sân vận động Trung tâm Thể thao Hùng An được khởi công xây dựng vào ngày 18 tháng 2 năm 2022 tại Tân Khu Hùng An của tỉnh Hà Bắc, phía Bắc Trung Quốc. Nó nằm trong Trung tâm Thể thao Hùng An với tổng diện tích xây dựng 180.000 m². Sân vận động chính của khu phức hợp sẽ có bố cục đa mục đích với đường chạy điền kinh và sẽ chứa chính xác 30.001 khán giả trên khán đài. Mái che sẽ bao phủ trong và ngoài khán đài. Sân vận động mang thiết kế tinh tế, thanh lịch kết hợp các tính năng của một địa điểm thể thao hiện đại với kiến trúc phương Đông. Kinh phí xây dựng cho toàn bộ khu phức hợp là 2,52 tỷ nhân dân tệ, tương đương 350 triệu đô la Mỹ. Nó dự kiến khánh thành trong năm 2024. Sân vận động Trung tâm Thể thao Sông Hoàng Hà Tế Nam, Trung Quốc. Sân vận động Trung tâm Thể thao Sông Hoàng Hà Tế Nam được bắt đầu xây dựng vào cuối năm 2022 tại Tế Nam. Diện tích xây dựng của sân vận động bóng đá là 274.900 m². Sân vận động mang hình dáng tinh tế, nhằm tượng trưng cho một lớp vỏ hơi mở với một viên ngọc trai bên trong. Mặt tiền sẽ được bao phủ bởi các lớp nhấp nhô chồng lên nhau, lung linh trong sắc vàng, ám chỉ những khúc quanh của sông Hoàng Hà chảy gần đó. Nó sẽ là một sân vận động bóng đá chuyên dụng với sức chứa 61.000 khán giả. Kinh phí xây dựng sân vận động là 1,965 tỷ nhân dân tệ, tương đương 273 triệu đô la Mỹ. Nó dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024 và trở thành sân nhà của câu lạc bộ Sơn Đông Thái Sơn, đội bóng của Chinese Super League.